này chắc khoảng hơn 5 phút nó mới lên đó đúng không chị? Dạ không, máy nóng là chưa được 5 phút rồi nó lên rồi. Nó lên nè, nó lên vậy, nó lên vô rồi. Và nó canh nhiệt độ là đủ, nó mức độ chính là tự động nó lên ha. Hay quá. Đó, lên kìa. Đó là mình ăn kèm với tương. Tương ớt với ha mày nha. Xin chào các bạn nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người một địa điểm ăn vặt cũng rất là ngon. Đó là địa điểm bán xúc xích cuộn trứng nha. Món này cũng lạ lạ đó. Nằm ở trên đường đầu đường Trường Sơn nha mọi người. Nó là ngay đèn xanh đèn đỏ giữa cách mạng tháng 8 với Trường Sơn á. Phía trước của công viên Thỏ Trắng nha. Thì các bạn nào có dịp mà đi ngang đây thì mình sẽ ghé chỗ này mình ăn thử cái món xúc xích cuộn trứng nha. Rất là ngon. Rồi bây giờ mình xin mời các bạn theo mình qua bên đó tìm hiểu nha. Dạ em xin chào chị ạ. Dạ em chào chị. À ở đây mình bán cái món gì vậy chị? Dạ bán xúc xích cuộn. Xúc xích trứng cuộn. Trứng cuộn, à xúc xích trứng cuộn. Dạ. Cái này là để mình nướng hả chị? Dạ đúng rồi. Ngon quá ha. Mình bán xúc xích trứng cuộn đây được lâu chưa chị? Dạ. Mình bán đây lâu chưa? Dạ bán được tháng rồi anh. Tháng rồi ha. Dạ. Ở đây là mình bán thường là mấy giờ mình bắt đầu mình bán tới mấy giờ hả chị? 6 giờ tới 12 giờ. 6 giờ chiều ha, là 6 giờ sáng chị? 6 chiều anh. 6 chiều. Bán tới 12 giờ đêm luôn. À dạ. Một cây vậy là mình bán với mức giá là bán bao nhiêu á chị? Dạ 20.000 20.000 một cây. Dạ. Trứng cuộn xúc xích hả chị? Dạ. À đây có mình có menu nè. Đây menu đây nha mọi người. Ở đây có các món là xúc xích trứng cuộn. À tên là Tin Tin hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Xúc xích tôm, xúc xích bạch tuộc, xúc xích mực. Xúc xích heo, xúc xích bò. Tất cả đều một giá ha, ha là nhiều giá chị. À tất cả đều một giá. Đây, để mình ra phía ngoài quay ngay mà ra một cái chiếc xe rất là đơn giản thôi mọi người. À đây. Xe này là nằm phía trước công viên thiên đường Thọ Trắng nha mọi người. Công viên Thọ Trắng. Nằm ở đầu đường Trường Sơn nha. Ai cứ đi ngang đây thì ghé chị gái xinh đẹp này mua một cây xúc xích trụng ăn nha. Rất là nhiều món luôn. Xúc xích Tin Tin. Nằm ngay cái khúc đèn xanh đèn đỏ đầu của Trường Sơn cách mạng tháng 8. Rất là dễ nhận biết, đến đây chỉ có xe của chị gái này ngay góc này thôi. Đặc biệt có xúc xích hải sản sụn gà. Đây là chị bán từ 6 giờ cho đến 12 giờ tối nha mọi người. Tối mọi người mà có đi dạo rồi mình có ăn muốn ăn vặt á thì hãy ghé địa chỉ ở đây nha.
Đây, mình bỏ chút xíu vô mình nấu cho nó nóng ha. Rồi các bạn coi cái quy trình chế biến đây. Đầu tiên là mình bỏ vô mình cho nó chín xúc xích. Đó mình cuộn trứng hả? Dạ. Hay quá ha. Ở đây có mình một mình chị bán hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Trứng vô. Trứng này trứng gà ta đúng không? Đúng rồi. Trứng gà ta rất là ngon á, thật ra là ngon hơn cái gà công nghiệp nhiều, nhưng mà giá thì nó cao hơn. Hồi trước giờ mình có bán cái này chưa chị, hay là mình mới bắt đầu vô cái nghề này bán này luôn? Mới bán thì anh ơi, cái món này Việt Nam đâu có đâu. Vậy hả? Cái này là nguồn gốc từ nước nào hả chị? Dạ em không biết. Không biết luôn. Nói chung là mới vô nhà, mới vào Việt Nam không? Dạ. Xúc xích cuộn trứng. Đổ thêm dầu vô. Đây là có 2, 4, 6 8 lỗ hả? 10 lỗ rồi được 10 cây. Mỗi lần mình đổ được 10 cây. Một ngày mình bán được bao nhiêu cây vậy? 100 cây á. Ngày 100 cây là từ 6 giờ đến 12 giờ đêm á. Dạ. Chỉ bán buổi chiều thôi hả chị? Dạ. Mình chỉ bán buổi chiều thôi ha. Dạ. Mọi người có đi ngang khu vực này thì hãy ghé cái đầu đường Thường Sơn nha. Dạ chị tên gì chị? Dạ Tin Tin ha. Thì ghé ủng hộ xúc xích trứng cuộn của Tin Tin. Dạ. Ở đây chị bán từ 6 giờ chiều cho đến 12 giờ đêm luôn nha mọi người. Để bao lâu mình mới lấy ra được? Tự nó chín nó lòi lên à. À hay quá ha. Là chín là tự động nó nhồi lên. Là nó quấn như vậy luôn đó hả? Dạ. À lạ nè. Mọi người sẽ được tận hưởng một cái món rất là ngon và lạ, chỉ với mức giá là 20k tất cả luôn. Lâu đó. Đặc biệt ở đây là cũng 25.000 luôn hả? Dạ thấy, em thấy rồi kia cái chữ đặc biệt là gì? Xuân. Dạ đặc biệt là do nó xúc xích nó có hải sản này kia, anh có bạch tuộc, có gà đồ trong đó luôn á. Dạ. Chứ bình thường mình ăn xúc xích heo với xúc xích bò không à, còn dạ. Này thì nó có hải sản rồi trong đó luôn. Nhưng mà nếu mà đặc biệt là nhiêu, bao nhiêu tiền một cây? Cũng 20 mà anh, đồng giá mà. Ủa đồng giá mà cũng đặc biệt mà có 20 luôn. Dạ. Sườn gà, nó có phim sườn gà nữa ha. Xích trứng cuộn em ơi. Đây, có khách vô. Nha, rất là ngon. Đi đâu mua đi. Sao có hai cây à? Đó, nó lòi lên rồi kìa. Hay quá. Vậy là xong chưa chị? Vậy là xong á hả? Thành phẩm rồi đó mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho em bán cho em hai cây đặc biệt đi. Cây đặc biệt anh ăn cái gì? À, đặc biệt mình có cái gì gọi là đặc biệt? Bạch tuộc với lại sụn gà là ở đây người ta ăn nhiều. Rồi, ok. Này chắc khoảng hơn 5 phút nó mới lên đó đúng không chị? Dạ không, máy nóng là chưa được 5 phút rồi nó lên rồi. Nó lên nè, nó lên vậy, nó lên vô rồi. Và nó canh nhìn nhiệt độ là đủ, nó mức độ chính là tự động nó lên ha. Hay quá. Đó, lên kìa. Này nè, tiện cái là mình được ăn nóng luôn ha. Nóng hổi luôn á. Kể ra 12 giờ đêm mà mình dọn dẹp nữa, giờ tới nhà chắc cũng gần 1 giờ rồi đó. Đây rất là mát luôn nha mọi người. À, cái bên là công viên Lê Thị Riêng, rồi cái bên nữa là công viên Hội Trắng. Khu này cũng rất là tầm buốt và vui luôn. Tối ở đây rất là nhiều cái món ăn vặt, rồi lẩu bò cũng nhiều lắm. Trứng cuộn Tim Tim. À, Tim Tim là một cái nhân vật hoạt hình cũng là nổi tiếng rồi nha. Nhiều người tới ủng hộ chị nha. Dạ em cảm ơn chị.